con để nuôi dạy cho tốt, và rõ ràng chất lượng dân số cũng đã được nâng lên. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phát sinh những vấn đề về mất cân bằng giới tính, tuổi thọ bình quân tương đối cao nhưng mà số năm trung bình sống khỏe mạnh còn khá thấp, và còn có cái sự khác biệt lớn về mức sinh giữa các tỉnh và các vùng miền. Phải chăng đây là những cái thách thức mới trong việc nâng cao chất lượng dân số? Đúng như là nhận định của biên tập viên Ngọc Chi, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, sự tiến bộ của y học nước nhà của chúng ta, cũng như là cái nhận thức của người dân thì ngày càng tăng, chất lượng dân số Việt Nam thì chúng ta ngày càng cải thiện. Tuy nhiên là chỉ số phát triển con người của nước ta vẫn ở mức thấp hơn so rất nhiều trong các nước và khu vực và xa với các nước công nghiệp. Điều này nó thể hiện cái gì? Điều này nó thể hiện chính là những vấn đề về chất lượng dân số. Tuổi thọ bình quân của chúng ta thì cao, nhưng mà bệnh tật thì nhiều và cái thời gian ốm đau thì nhiều. Số bệnh bình quân là 3 bệnh trên một người cao tuổi. Rồi chúng ta thấy rằng là tỷ số cái giới tính khi sinh ấy, tức là số trẻ sơ sinh trai trên 100 trẻ sơ sinh gái, mà lúc nãy mà có một khán giả hỏi chúng ta đấy, thì hiện nay là đang gia tăng, mất cân bằng và rất phức tạp. Nếu như năm 75 ấy, thì cái tỷ số này vẫn ở mức tự nhiên, tức là tôi nói rồi 105 trên 100, thì đến nay là nó đạt ở mức là 112,3 trên 100 và đang là vấn đề rất đáng lo ngại. Như vậy là nâng cao chất lượng dân số được coi là mục tiêu số 1 của ngành dân số trong thời gian tới. Vì vậy là Quốc hội đang quyết định là chúng ta phải nâng cái pháp lệnh dân số lên thành luật dân số.